có gì đâu phải khóc. Tôi thấy là dù cho là cái nội dung nó nhảm nhí một tí đi, nhưng mà bà lên hình tôi thấy bà đẹp quá trời luôn. Có đâu, tôi khen thật lòng mà. Bởi vì á, tôi thích nhất là cái đoạn mà quay ra cười á, đoạn đó là 10 điểm luôn. Đừng ở. Lên giấc. Mình thiệt á, không lẽ cuộc đời mình cứ chôn chân ở tiệm Sida này hoài. Đã vậy hôm nay còn bắt mình đi chợ nữa chứ. Trời, bên đàn đồng phim gọi nè. Alo. Dạ, có kết quả rồi phải không chị? Em trúng dây nữ chính đúng không? Không em ơi, dây nữ chính thì không, còn có dây cho em nè. À vậy hả, vậy là dây phụ đúng không chị? À, khó cho bên chị có vai phụ cũng đủ người rồi đó em. Ủa? Vậy giai chính cũng không phải, giai phụ cũng không phải, vậy giai gì? À, dự án lần này em hỗ trợ đầu tiên đóng quần chúng giùm chị nha. Cái gì mà quần chúng hoài vậy? Em đóng quần chúng 5 lần rồi đó chị. Chị nghĩ sao vậy trời? Với cái nhan sắc này, cái diễn xuất này mà đóng giai quần chúng. Cũng được thì thôi, cho cô cái con là mấy phút ba đời chị con rồi đó. Trời, ủa chị alo. Gì bà? Đâu ra vậy? Đứng từ xa, quan sát em từ lâu. Thấy em anh rất là thích. Với một cô gái như vậy, tại sao đến bây giờ vẫn chưa nổi tiếng ta? Ê, em cũng có cùng thắc mắc này đó nha. Xưng anh hay chị vậy? Anh biết tại sao em chưa nổi tiếng rồi. Ủa sao vậy? Em chưa thấy Thái Sơn. Đâu? Em lộn một vòng anh coi thử coi nè. Lộn? À, anh nói lộn, anh nhầm đó. Em quay một vòng anh coi thử nè. Sao? Với cái body này, gương mặt này, đôi mắt này, anh nghĩ em phải sớm trở thành một minh tinh điện ảnh, một người xuất hiện nhiều trên các phương tiện truyền thông báo chí. Đúng là anh có tầm nhìn rồi đó. Nhưng mà đến bây giờ em vẫn chưa nổi tiếng thì anh thấy là hơi tiếc cho em đó. Ừ ha, tại sao ta? Tại sao giờ em chưa nổi tiếng ta? Đó là vì em chưa có được một người dẫn dắt. Cũng đúng. Anh nghĩ là anh rất phù hợp với vị trí dẫn dắt em. Ê, khoan nha, nghe cái mùi là thấy quen quen rồi đó. Tính lừa đảo hay gì ba? Bớt bớt đi nha. Anh xin lỗi, xin lỗi, anh quên giới thiệu với em. Đây. Cái gì vậy? Đây là card visit của anh. Sắp tới anh có được một cái dự án quảng cáo mang tầm cỡ quốc tế. Và anh thấy cái vai diễn nó vô cùng phù hợp với em. Nếu như mà em thích thì em có thể về làm gà cho anh. Anh rất là sẵn sàng lăn xê cho em. Sao? Em suy nghĩ cho kỹ đi, cơ hội chỉ có một mà thôi. Là giờ, đi theo anh là được đóng quảng cáo, đóng phim liền luôn, có dự án liền luôn. Tất nhiên, nếu không anh tìm em làm cái gì? Thôi tới hết. Sao, không thì thôi anh đổi ý. Ok. Ok. Vậy thì dẹp cái vỏ đi chợ đi em, đi theo anh. Hai, ba. Ba cái. Xin chào tất cả mọi người. Ông có thấy tôi đang tính tiền không? Hả? Để cho tôi tính tiền. Giờ này mày chơi game mà mày còn mở tiếng ra nữa. Sợ mày ghê. Chơi game không mở tiếng thì chơi game mày tất chơi game mày mở tiếng thì mày thay gì đó mày mở tiếng nhạc vui vui nữa, tiếng nhạc thiền cho mày tĩnh tâm lại đi để tao bớt chửi mày. Nha. Về đây đã không phụ giúp được cái gì rồi. Rồi bà cố nội Kiều Ngữ tôi đi đâu rồi tôi cũng không biết nữa. Kêu ở nhà soạn hàng ship hàng cho thằng này để nó đi nó giao hàng cho người ta thì không chịu dọn soạn hàng. Đi kêu đi chợ, đi mua đồ chút xíu rồi điện thoại cũng không bắt máy. Ôi, chế ơi, chế kiếm bà làm gì? Tối ngày bà kiếm chuyện đi chơi suốt ngày. Mày biết nói nữa mà mày không biết la. Có nói đây sao không dạo nói vậy đi. Ủa? Kiểu về rồi đó hả? Ai đây? Bà cố nội của con đi đâu từ sáng giờ vậy? Điện thoại không có nghe máy là sao? Hả? Tôi dắt cái quân ngủ rồi về đây. Chế Sử, em nghĩ là từ nay
Chế nên cẩn trọng lời ăn tiếng nói với em đi á. Trời đất Khánh Thần ơi, bữa nay ai dựa mày vậy? Thúc ra. Ê, đi thì thôi đi, về tới là ồn ào. Cô vẫn chưa hiểu hả? Để tôi nói lại cho cô biết. Từ bây giờ, kiều ngữ của các người không còn là nhân viên quàng ở cái tiệm đồ xa đi này nữa. Có hiểu chưa? Nói tới đây mới thật sự là không hiểu này nha. Là sao hả bà ngữ? Ê, mà kiều ngữ, sáng giờ bà đi đâu ấy? Tôi lo cho bà lắm á. Tôi đi đâu kệ tôi. Là lo dữ chưa? Kiều ngữ. Vậy là đó giờ em phải chôn chân ở một cái tiệm ọt ẹp dột nát vậy hả? Dột nát. Chào em. Chào bà chị. Là sao vậy em? Em mới đi vô tiệm của người ta. Em chưa chào, chưa hỏi gì chủ tiệm. Bao nhiêu con người đứng em chưa chào. Em vô em nói tiệm cũ kỹ ợp ẹp là sao cơn? Đi đâu vô tiệm người ta rồi tự nhiên đứng đây chê khen là sao? Chắc tao ngắt con dê chó trên mặt mày xuống đây tao chào chào quá. Nếu như mà cô đã thành tâm muốn biết á. Không có thành tâm gì hết, bắt buộc mày phải trả lời. Tôi xin trân trọng gửi cái câu trả lời đến cái cô gái tập gym như cô. Là từ bây giờ tôi là quản lý của cô Kiều Ngữ. Cổ sẽ là gà của tôi. Tôi sẽ đưa cổ tham gia rất nhiều dự án viral và tiền tỷ. Nên là tôi không muốn cô phải tiếp xúc với những người này làm ảnh hưởng đến tên tuổi của mình, hiểu chưa? Chế. Ồ. Kiều Ngữ. Những người này cô không muốn tiếp xúc với cái thằng này. Một là nó biến, hai là em đi theo nó. Nhưng mà Chế nói cho em nghe, bao nhiêu lâu nay chỗ nào là cái chỗ cô mang em nha. Ngày hôm nay em về em thái độ với Chế, em mở kính ra em nói một câu là Chế phải cẩn trọng lời ăn tiếng nói với em, là em thấy em đúng hay em sai. Còn ngày hôm nay nếu mà một khi em đã quyết định em bước đi theo cái thằng này thì đừng bao giờ em trở lại cái tiệm đồ xa đi này nữa. Em nghe rõ chưa? Kiều Ngữ, đuổi nó đi rồi đi vô chổng soạn hàng để cho ông này đi xếp. Nhanh lên Kiều Ngữ. Chào cô gái tập gym đi rồi đi. Rồi em Kiều Ngữ. Ê ngươi mày đi luôn. Mày chạy theo thì mày đi luôn. Thôi Thánh Thần Thiên Địa ơi. Cái ngày này là cái ngày tụi này nó tạo phản hay sao vậy ta? Thôi bớt nóng rồi. Thôi bớt. Cái con này chưa đổ ông nghè mà đã đe hàng tổng rồi. Ê, mấy cái bộ phim ảnh á, tôi là tôi không rành lắm. Nhưng mà tôi biết bà thích cái này này. Ấy đúng rồi, tôi thích cái này lắm á. Cố lên nhá. Cố lên. Cảm ơn nha. Nhưng mà ông đi về trước đi, để người ta thấy á. Kiều Ngữ ơi. Chắc Kiều Ngữ. Ủa cái cậu này, sao xuất hiện ở đây vậy? Kiều Ngữ đi đâu vậy? Sao còn ở đây nữa, đi về đi. Lì vậy? Nhanh lên. Em chuẩn bị tâm lý mà hồi hộp quá. Nè, anh nói cho em biết, bây giờ bỏ hết những cái chuyện tào lao ngoài đây, bước vô một cái là phải nghĩ mình là diễn viên nổi tiếng, hiểu không? Dạ. Phải nghĩ điều đó. Tập trung vô cái gì? Body, face, mắt. Em hiểu không? Dạ. Em diễn để là em diễn, chứ không phải em diễn để là anh diễn, hiểu chưa? Rồi, bước vô. Dạ. Nhanh lên. Thôi vì cũng vì nể tình là cái bánh nó ngon này, chấp nhận đi nha. Quá trời khéo mồm rồi. Hello mọi người. Nữ diễn viên nổi tiếng Kiều Ngữ tới rồi nè. Ủa, sao đi rồi còn quay về làm cái gì nữa vậy? Mày không nói mà mày vô duyên luôn á. Ông có tình cảm với bà đúng không? Nó sao nói mình ở hoài vậy? Về đây làm chi đây? Thôi mà, thì dù gì cũng là người chung một tiệm mà. Cho nên á, là hôm nay sản phẩm đầu tiên của em chưa được coi luôn á. Cái này á là công ty mới gửi cho em. Cho nên mọi người coi chung với em cho vui nha.
Đây đây, để tôi cầm cho. Là một cô gái trẻ ở độ tuổi đôi mươi, cô dường như phải trải qua cái kết đắng của cuộc đời mình. Vì không sử dụng ba con sói, cô đã phải làm mẹ một con và mắc phải những căn bệnh khác. Để có một sức khỏe tốt và an toàn, hãy dùng ba con sói, đừng như ngữ. Dùng ba con sói để cuộc sống tốt đẹp hơn nhé. Ôi, chế. Ba con sói là gì vậy chế? Mày vô duyên vừa. Xem không hiểu à? Ủa, sao lúc đầu ông kia nói là phim gì ngàn tỷ rồi giờ ra cái clip nhảm nhí này vậy? Ông quản lý của bà đâu rồi? Đóng cái máy rồi đi. Giờ này gọi thoại mà không nghe máy nữa. Ê, bà đi đâu vậy? Ngữ. Ngữ ơi. Ủa chế, chuyện gì xảy ra vậy chế? Nhìn là biết rồi, bị người ta gạt chứ gì nữa. Mới ra đường chưa ướt chân ráo, chưa gì hết mà ra vẻ trứng mà được không dịch. Ngày đầu tiên tao nhìn cái thằng đó tao biết là dân lừa đảo rồi. Thôi, có gì đâu mà phải khóc. Tôi thấy là dù cho mà cái nội dung nó nhảm nhí một tí đi, nhưng mà bà lên hình tới bà đẹp quá trời luôn. Có đâu, tôi khen thật lòng mà. Tại vì á, tôi thích nhất là cái đoạn mà quay ra cười á, đoạn đó là 10 điểm luôn. Kiều Ngữ. Chế. Đến giấc. Vai diễn thôi mà, không có vai này hình diễn vai khác. Mày chế nói em á, sao mà khờ dữ vậy hả? Chưa gì hết cái bắt đầu đi tin người ta à. Mà lên hình cũng xinh thiệt á. Chế. Tuy là em về em có hơi ra vẻ chứ giận em dữ lắm á, nhưng mà thấy em có một cơ hội chứ cũng mừng cho em. Ai về đâu mà đi đóng mấy cái quảng cáo tào lao. Mới mốt phải tìm hiểu kỹ rồi coi kỹ hợp đồng, chứ mới bước ra đường sao mà chân ướt chân ráo không bị người ta gạt được. Nhìn cái thằng đó, người đàng hoàng, có ai mà đi vô tiệm người ta mà ra vẻ vậy không? Cũng phải biết ngó trước ngó sau chứ. Giờ thôi đi về đây, ở lại tiệm với chế. Rồi chừng nào có cơ hội á thì chế vẫn để cho em đi làm diễn viên theo sở thích của em. Bộ em hổ với chế vậy á, chế không giận em nữa chứ. Tôi đã nói là tôi giận cô thấu xương nha. Nhưng mà bây giờ á, cô không đi về tiệm á, cô đi đâu? Cô nói cho tôi nghe đi. Vậy là chế với em về tiệm làm đúng không chế? Đi về tiệm vô liền luôn, đừng soạn hàng rồi đưa ông nội đó đi xếp. Dạ, em bao nhiêu khách khứa người ta đang chờ bữa giờ. Bà bỏ tôi, bà bỏ tiệm mà bà bỏ được. Em xin lỗi chứ. Biểu.